Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Cách Nói Yêu Thương hôm nay ha. Chị có thể giới thiệu về mình hả chị? Dạ, em tên Nguyễn Thị Miệt, em 55 tuổi, em sống ở Tây Ninh. Hiện tại chị đang làm công việc gì? Em buôn bán chị, bán trứng, bán thịt bò luôn, hai loại. Chị làm công việc đó được bao lâu rồi chị? Cũng được 10 năm rồi đó chị, 10 năm rồi. Hồi trước kia là em làm bán đồ trả góp á, Bán đồ trả làm góp. thảo hụi đồ này kia đó. Xong cái năm 2013 nó giật quá trời, không nghỉ luôn, không làm nữa. Giật nhiều quá chị hết nổi à. À, chuyển qua bán thịt bò với bán trứng. Rồi. Em thấy chị bán cũng nhiều quá chứ, bán lớn ha, rồi có ai bán phụ chị không? Bán có mình là chị Quyên ơi, Vậy đó hả? tại vì con lớn nó tư riêng hết rồi, có mình một à. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào chị? Em với ông xã ly hôn rồi, ly thân thì cũng được 8 năm rồi, mới đi đến ly hôn lại khoảng 2 năm mấy thôi. Chính thức ra tòa ly hôn là 2 năm mấy, còn cái trước đó là mình ly thân. Rồi lý do thì sao hai vợ chồng chia tay nhau? Nói chung là mình thì là lo làm đủ làm, còn ông xã thì cũng như còn trẻ bồng bột vui chơi á, rồi cái đầu cứ cãi lộn đánh lộn hoài chán quá đau luôn. Chị có được mấy người con? Em bốn bốn đứa con, Rồi bốn đứa các con đứa lớn lớn nhất là 35 tuổi, đứa nhỏ nhất là 24 tuổi. Các con của chị sống chung với chị hết hả? Không có chị nở riêng hết, mấy đứa lớn mà có gia đình thì nó có nhà riêng, còn cái hai cái đứa nhỏ mà nó chưa chưa có vợ là nó về nó sống với ba nó, sống cũng xa, sống mười mấy cây ra ngoài. Em thuê nhà này em ở mình, cái bữa đó chị biết không, cũng không có muốn mà bước đi bước nữa, không muốn tìm ai đâu mà bệnh á. Thuốc để đây mà không không có cầm để mình uống được luôn, bắt đầu sợ quá. Giờ thiệt rõ ràng sống mình nghe nó cô đơn mà nó buồn. Mấy cái em nằm lướt lướt cái YouTube của chị đó, xong em thấy em thích thích mà em liên em đặt hoài mà sao không đặt hoài không được, Chị liên lạc như thế nào gọi lúc đầu đánh hả? bò đó. Liên lạc sao không làm liên lạc được? Thế là cái số của chị nhập Zalo nhập hoài không được, rồi cũng mò mò sao mò cũng được. Vậy đó hả? Cô phải phải Kiên phải kiên nhẫn chứ. nhẫn Bây giờ giống em như liên lạc chị đó mà em bấm, anh điện em bấm nhắn hoài luôn, cũng hồi hộp chứ không gửi biết tin làm nhắn. sao. Gửi tin nhắn chị. Em có trả lời hết đó, phải đọc cái trong cái tại vì rất là nhiều người gửi tin nhắn hoặc là gọi điện thoại, cho nên khi chương trình mà trả lời cho các anh chị vui lòng đó, đọc câu trả lời làm theo cái câu trả lời đó
Tại có mấy đứa em nè, nó cũng đặt thân vậy, cái nó nói chị đi làm trước thử coi sao để hướng nghiệp tới em. Chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Em có cái ưu điểm là nếu mà sống với gia đình chồng con mình thương dữ lắm, thương mình lo mình quan tâm, mình lo cho người ta ăn uống lo tất cả, không có nghĩ gì mình bản thân, đó là cái ưu điểm, lo cho người ngoài quan tâm người ngoài, còn bản thân mình không không có lo. Còn khuyết điểm của chị? Cái khuyết điểm là sao nó dễ mũi lòng quá, nói tới cái chuyện gì mà nó buồn cái nó mắc rơi luôn á, không có kềm được, như là mà thương ai cái mình cũng hơi có cái tánh ghen vậy đó, mình ghen mình không có muốn người khác mà thương cái tình thương của mình, nhưng hơi ghen. Dạ, rồi bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào chị? Nói chung là lớn lớn tuổi hơn đi, như là em 55 tuổi thì mấy anh đó phải từ 55 trở lên, 60 sáu mấy cũng được, nhưng mà ít ra là cũng sạch sẽ tinh tế, là vật giả nên có cũng có cái nghề nghiệp ổn định xíu. Tại chị Quyên biết không, ở trong vợ chồng mà tình cảm nó bị sứt mẻ nặng nhất là do cái kinh tế nó không có ổn Vâng, định. là do kinh tế nhiều. Dạ đúng rồi, vậy đó, cái xong cái về cái sụp sạch rồi cái cãi lộn cái đánh lộn hoài chán lắm, cho nên giờ mình muốn tìm một người sống nhanh có cái kinh tế ổn định xíu, sống ở đâu cũng được, nhưng em có cái tiệm bán đó, có khi về cái mình hòa đồng mình bán chung cũng được không chị, bán cũng vừa đủ ăn cũng cũng được luôn á, là tại vì buồn có một mình đi bán, sáng đi sáng em đi chợ 4-5 giờ em ra chợ em, là tới tối 7-8 giờ mới về tới nhà, tại nhà này luôn, tại có mình còn yêu, nhiều khi sợ bệnh nó duyên không có dám mở cửa ra cái sợ đi đây cũng vắng quê mà vắng vẻ lắm đó chị, mà ít nhất là mấy anh nó phải tôn trọng người phụ nữ đó chị, chứ đừng có coi thường đánh giá người phụ nữ, em không thích đó, là em chỉ mong vậy thôi. Rồi nếu anh ấy hút thuốc uống rượu chị nghĩ như thế nào chị? Dạ được chứ, tại người đàn ông người ta phải hút thuốc, người ta phải uống rượu, người ta mới có cái xã giao, nhưng mà đừng có quá chén, để khi mình sai quá là mình nói những cái lời nó không có Chị như thế nào, có ủng hộ chị đi tìm người bạn mới không? hay. Con của em thì tụi nó có tư riêng, với nó thấy cái cảnh mà hai vợ chồng cứ cứ cãi lộn nhau đánh lộn hoài, cho nên nó giờ ba với mẹ thôi, rồi thì ba muốn thương ai ba thương, mẹ muốn thương ai thương, không nói chung nó không có ý kiến, không có nói Rồi vậy. Giờ nó thấy em mà con mình nó cũng sợ nữa, mà giờ hòa lại thì không có hòa được, không có tiếng nói chung á chị, không hòa được đâu. À là nếu mình muốn bước tới bước nữa mình bước đi người mới đi, để ra người ta cũng còn cái tôn trọng mình, còn cái người kia người ta không có tôn trọng mình. ông xã chị chia tay bao lâu rồi? Em vẫn ra tòa chắc cũng 2 năm mấy rồi chị. Ông xã Dạ trước của chị làm công việc gì? ông xã hả, ông xã cho thuê dàn nhạc á chị, gặp người đẹp không, còn mình làm đủ quá rồi chị, cái buồn á chị, buồn lắm, Chị thích một anh làm không quen với cần. mình, trầm tính ít nói Dạ và lanh lẹ hoạt bát. không, nói chung chắc nói đi, tại mình thì ưa nói chuyện, mình tâm sự mình chia sẻ, thì kiếm một cái anh là cũng nói chuyện một chút, hèn quá không nói chuyện đâm ra nó cũng hơi bị buồn chán. Dạ Bây giờ thì những lúc rảnh rỗi là chị thích làm việc gì để giải trí cho mình chị? em thì cũng như đi bán xong về buồn đó, bữa nào buồn cái mở máy nhà có mua cái máy ca 10 mấy triệu đó, mở lên cái ca có mấy chị súng là cái ca vậy, tí xíu cái ngủ. Ở đó giờ có bao giờ chị đi du lịch ra nước ngoài hoặc là du lịch đâu đó không? Hồi trước cái mấy năm trước là em có đi du lịch Vũng Tàu hay Bà Lạt,
bán vé, em bán vé cho người ta đi du lịch á, mình dẫn người ta đi luôn. Rồi sau này hết rồi nghỉ không làm nữa. Đi chỗ khác ở, đi xa nó không có ở đó nữa, rồi cũng như lạ đó, không có bán vé nữa. Còn du lịch nước ngoài thì không có. Dạ, gia đình của chị À. có được mấy anh chị em? Dạ em được bốn chị em gái, anh trai với em trai là ba, mà bị mất hết người gái rồi, Dạ, bị rồi mất. rồi gia đình của chị có ai ở nước ngoài không? Dạ không có ai ở nước ngoài hết rồi. Dạ Chiều cao của chị là bao nhiêu chị? em chiều cao 1m50, Chị có 1m50 á. nghĩ là anh bạn của mình cao khoảng bao nhiêu không? Nói chung cỡ bằng em trở lên cũng được. Càng Dạ. người ta càng cao hơn mình nhỏ nhỏ con người ta thương mình nhiều á chị, cho nên không 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 giới hạn đâu. Dạ Chị là bây giờ chị bán như thế rồi chị ở nhà một mình nữa rồi có nấu ăn không hay là ăn trong tiệm thôi? không không ăn trong tiệm, như sáng cái mua 10.000 công công vậy đó, cái đồ ăn là mình tự mình làm ở ngoài tiệm, nó có bếp nấu ngoài đầy đủ đó, cái mình nấu mình ăn. Cái đồ ăn ở quán tiệm người ta nấu không có ngon, ăn có được. À rồi nếu nhà có con hay có chồng là về nhà nấu, em nấu ăn cũng ngon lắm nha, nấu ăn cũng ngon, món gì cũng làm được hết, mà tại có mình đó cho nên không có nấu. À Chị coi video của em hay là ai giới thiệu chị xem? buồn đó, em bán về em buồn cái mò lên thấy em cứ theo dõi, cái này cũng mấy tháng rồi đó. Vậy đó hả? Dạ cái mò kiếm mà đang bán làm chứ, mở cái điện thoại lên thấy chị làm để lên coi, để không nghe. Vậy đó. Tại Em thấy mình chị bó quay tình mình quay video bán cũng nhiều quá chừng á, phải không? Bán cũng lớn dạ. ha. Chị cũng có Ở duyên trong em cái chợ bán. thì em bán là đắt hơn người ta hết luôn á. Ừ, chợ 4 giờ bán thì cũng ế, nhưng mà thật sự em bán là được hơn người ta một chút, tại mình bán cũng rẻ với mình cũng nhiệt tình hoạt bát rồi này kia đó chị, anh ta cũng thích. Mà chỉ có cái buồn là về nhà cô đơn mình buồn lắm, tập chị Quyên biết không, con trai không à, nó không có quan tâm mình, nó cũng không có điện hỏi mẹ ơi, cái nó nói dòm camera thấy mẹ còn bán không hỏi gì. Tại có gắn camera đó, mấy đứa con nó lưu về bên nhà nó nói sáng thấy mẹ mở cửa mẹ bán, chiều mẹ cũng đi về thôi hỏi chi, cái mình nghe trong lòng mình tủi, thôi giờ con không lo cho mẹ, để mày kiếm người để lo cho mẹ. Cho nên phải đăng ký cho chị Viên quá. Thí dụ có người yêu, chị có thích người yêu của chị có tính lãng mạn không? Không, đôi khi lãng mạn cũng hay luôn á chị, nó mới có tình cảm mới ướt át mới dễ thương, em cũng thích lãng mạn. Thì cái ngày sinh nhật hay là ngày lễ gì em cũng muốn tặng quà cho người ta chứ, dù dù không có là bao nhiêu mà này, nó rất là quý, rất dễ thương. Chị nhưng mà ông xã chị làm mà về nghề âm nhạc chắc ông xã chị cũng biết lãng mạn mà phải không? Ồ cũng khổ nổi, không có lãng mạn như mình, lãng mạn như người khác không, mà chị cũng lãng mạn như mấy người phụ nữ khác đó. Ta ga lăng ta lịch thiệp lắm, nhưng mà với mình giống không có, mình không có cái phước để hưởng á. Chị rồi bây giờ sau hôn nhân đổ vỡ của chị nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho chị? Thì em nghĩ ít ra anh đó là cũng như anh cũng có cái gì đó gọi là ổn định nha, ổn định kinh tế đi, thứ nhất, thứ hai anh cũng hiền, anh biết lo cho vợ rồi, anh biết tôn trọng vợ là được rồi, chứ người phụ nữ cái tôn trọng cái phẩm chất người ta là quý lắm luôn Ok, á. em rất là vui nói chuyện với Dạ chị hôm nay nha. Em hy vọng chị sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Chị chào khán giả giùm dạ em ha. dạ em chào chị Quyên nha, chào khán giả, em chào. Sau video này Dạ nếu mà chị thích ai á, chị gợi ý. Sau video này nếu mà có anh nào thích chị á, thì chương trình sẽ cho anh ấy số điện thoại của chị để anh ấy liên lạc với chị ha chị. Rồi chị có dạ thể là coi video, chị thích anh nào chị nhắn cái số video của anh đó qua chương trình sẽ cho chị số điện thoại để chị liên lạc với anh ấy. Tuy nhiên về dạ giờ dạ giấc ở Việt Nam với các nước khác nhau á, chị vui lòng là gửi tin nhắn nha.
gửi tin nhắn Dạ ví dụ dạ. đợi lâu lâu không thấy ta trả lời thì ta gọi một hai cuộc thôi, chứ mà nếu mà gọi có khi em cho số điện thoại ở Việt Nam người ta gọi qua hơi mười mấy cuộc luôn, cái người đó người ta nó cầm lên em người ta như là ta phàn nàn á, ta nói gọi gì mà gọi như là đòi nợ vậy, gọi gì mà gọi mười mấy cuộc người ta không bắt mà gọi hoài, em là em không biết làm sao. Cái đó là mình phải tế nhị rồi mình phải kiên nhẫn Dạ đúng nữa. rồi. Dạ. Ba chị good night chị ha chị. Dạ 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 rồi, em cảm ơn.